đó bà Diễm á. Rồi lời nói đầu tiên cho em xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão đã quay trở lại tiệm máy cắt cỏ và máy cưa xích của cửa hàng Thành Hợp nha anh chị. Thì sáng nay em lên cho mình lô máy nó rất là gọn gàng, lô R11 máy có hai cây cưa xích và kèm thì còn lại là 9 máy cắt cỏ nha anh chị. Xem kênh rồi đi qua đi lại cho anh nhanh xin một nút like hay gọi là nút thích nha anh chị. Khách mới mình chưa nhắn vô đăng ký kênh thì anh chị cứ nhắn vô đăng ký kênh đi, theo dõi kênh khi nào mà mẫu máy thích hợp thì mình chốt đơn ha. Bên em là nhận ship hàng trên mọi miền của đất nước Việt Nam nha anh chị, từ miền Nam, miền Trung, miền Bắc, anh nhanh nhận ship tới nhà cho mình luôn. Và hàng tới nơi thì anh chị có quyền được kiểm tra hàng, được test nổ trước khi nhận nha. Bằng cách là anh chị chuẩn bị xăng và nhớ rồi mình thử máy đi mấy chị, ok ngon lành đúng máy đúng hàng thì trả tiền cho người giao hàng ha. Quá trình nhận hàng có trục trặc gì thì anh chị điện cho bên em để bên em hỗ trợ kịp thời nha anh chị. Và những cái mặt hàng này là để tạo sự tin tưởng cho anh chị thì bên em bán hàng em không có lấy cọc nha, không lấy cọc anh chị chú bác 1.000 nào hết, cho nên chị chú bác mình an tâm mà chốt đơn đi, không có sợ bị lừa gạt ha. Tại vì ngay từ đầu em nhanh đã đặt cái phương châm là khách hàng trao niềm tin, em nhanh trao cho mình chất lượng máy nha, uy tín đặt đầu nha anh chị đó, chất lượng tạo nên thương hiệu của cửa hàng Thành Hợp nha. Bán rồi còn để cho anh chị tin tưởng mà giới thiệu nữa và mua nữa chứ không phải bán cây là rồi đâu đó. Và những cái máy khi mà em nhanh báo giá thì em nhanh sẽ bao ship và sẽ kèm phụ kiện đầy đủ cho anh chị luôn, anh chị không cần phải mua thêm gì hết. Đây em sẽ giới thiệu sơ lược, đây đầu tiên là một cây cưa e chu trắng ha, đó tay cục nè, cái đó là một cây Hitachi tay dài Robin cổ ngỗng nha, Tanaka hai chống, bằng này nhỏ nhỏ 3 ly nè, Kirit Ryobi Mitsubishi tên là 23 đồng 31 ly, Maru Yanma 26 34 ly, Kiwis 265 tung gờ chạy với tâm ga Mitsubishi TU 26. Và kế đến là cái này là Kawasaki TD nha anh chị, cái này là tới 37 ly nè. Máy này khai thác ok luôn. Rồi em thì đi sơ lược về cái máy thôi, còn anh chị nào mà không có thời gian thì mình clip vô mình tua ngay cây mình cần coi đó, mình coi kỹ rồi mình chốt đơn, còn có thời gian thì mình coi hết ha. Tại vì mỗi cái máy trong gia clip là em nhanh sẽ có báo giá nè, báo công suất nồng bao nhiêu, rồi đặc biệt là em nhanh có test nổ luôn, anh chị nghe cho kỹ đi, nó phù hợp với gia đình mình thì hãy chốt ha. Đó, số điện thoại để mình chốt đơn nè anh chị là 0913136620 nha anh chị, số này có Zalo luôn ha, tên là cửa hàng Thành Hợp nha. Rồi bây giờ bên em sẽ cho 6 món của máy cắt cỏ. Đầu tiên là một cái dao phát nha, bên em cho dao Makita nha anh chị. Cái này mình phải phát cỏ dày, cỏ to phát sậy lứt. Cái trường hợp anh chị phát lưỡng này nó sẽ nhẹ hơn phát ổ cước ha, cho nên là máy nhỏ phát ngon lành vô tư. Một cái trắng cỏ, trên máy không có, mình cho trắng cỏ mới nha. Một sợi dây đeo, một cái tiếp mở bogey, cái này ứng dụng cho mở đầu dao được luôn. Một cái lục giác 4 và kèm theo là một cái ổ phát cước ha. Cái ổ phát cước này là phát bằng dây nha anh chị, và bên em có cho dây cước theo, mỗi cái ổ cước có dây cước như thế này, nó sẽ kèm là ổ cước là 4 chấu ha. Thì phát dây thì anh chị trường hợp phát cỏ nhỏ, cỏ mỏng, cỏ non rồi ha, một gần đá nhánh cây thì mình phát dây nha. Rồi cái này thì là cái tu hút bơm nước nha anh chị. Cái tu hút bơm nước này thì hút nước từ dưới sông lên để cho mình tưới nước ra cây ăn trái, rau, hoa quả gì đó. Cái đầu ra là ống 27 bằng inox và cái này là 150.000. Nói gì chứ anh chị nhà có cây máy cắt cỏ, anh chị mua thêm cái tua hít này đi, dữ lắm nó khỏe luôn, xách nước rồi đó, mình đâu cần xách đâu. Tiết kiệm thời gian và tiết kiệm sức khỏe, chỉ có 150.000 thôi. Đó, anh chị nào có mua thêm thì mua, không mua thì mua chung mua riêng với máy em cũng có bán nữa nha. Còn cái này thì anh chị mưa thì mình ứng dụng cho trà rong rêu, còn trà nắng thì mình ứng dụng cho phát cỏ ha. Cái bản nhỏ là 100.000, cái bản lớn là 120.000. Khi anh chị
chốt đơn cái trà rong này thì anh chị chốt giùm em ký hiệu là trà rong để em nhanh biết, em nhanh gửi nha, đừng có chốt chôm trà em nhanh không có biết nha anh chị. Rồi cái này là cái gom cỏ nha anh chị, 100.000 một cái gom cỏ như thế này. Thì mình mua cỏ máy về mình cắt cỏ cho trâu cho bò ăn á, thì mình mua thêm một cái gom cỏ như thế này tiết kiệm thời gian ha. Còn đối với máy cưa xích thì em nhanh sẽ cho là một cái vít chỉnh xăng, một cái bao lam, một cái dũa bằng tay và một cái tiếp mở bugi như thế này nha anh chị. Đó. Và cưa xích thì em sẽ cho có 4 món ứng dụng của máy thôi. Rồi riêng cái này là nhớt hai thì ha. Nhớt này thì em bán nha anh chị. Anh chị nào mua máy có mua theo nhớt để ủng hộ em thì mình mua thì em nhanh cũng cảm ơn. Còn không thì anh chị ở nhà mình có nhớt rồi thì mình xài nhớt gia đình mình ha. Riêng nhớt này là nhớt hai thì, bình này là nhớt 100.000 một bình, 1 lít nhớt qua test ha. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cái tỷ lệ xăng pha nhớt đối với máy cắt cỏ và máy cưa nha. Đối với máy cắt cỏ thì 1 lít xăng anh chị pha dùm em từ 40 đến 50cc nhớt nha anh chị. Còn đối với máy cưa thì 1 lít xăng là 60 đến 70cc nhớt ha. Và anh chị bóp nhớt nó mạnh lên, nó sẽ nén lực, nó sẽ qua đây. Và nó sẽ xuống đây. Và mỗi cái bình nhớt nhỏ nó có chia từng cái ml nhỏ là mức là 20, 40, 60, 80 đến 100ml. Đó, thì anh chị cứ lường theo như cái tỷ lệ ml mà em nhanh nói trong đây thì máy của mình chạy bao chuẩn, bao khỏe, bao bền. Nó hơi ra khói đen nha anh chị. Nhưng mà động cơ hai thì là ra khói đen bình thường, có nhiều anh chị không biết ra khói đen quảng phòng không dám nhận hàng, không phải. Ra khói đen là hiện tượng mát máy bôi trơn cái tông không sao hết. Rồi, thì anh chị nào mua máy có mua nhớt theo để mình có cái mà mình thử thì anh chị ủng hộ em luôn, còn không thì anh chị chuẩn bị ở nhà không sao hết nha anh chị. Rồi bây giờ chiên chua nó tắt nổ máy nha. Chà cái máy cho nó trắng, rửa cho nó sạch nha. À Lâm. Cái lần mà làm có một cây đó. Rồi vô. Máy này nó nhẹ anh chị, 3,6 kg. Đâm nhà 4 tắc ha. Cưa Echo, một cây cưa Echo tay cục đời cao, bình xăng con nằm phía sau. ECS300T nha anh chị. Đó. Cái này là cái phiên bản E tự động ha. Nhưng mà anh chị đừng lợi dụng nó E tự động, anh chị bấm hoài cũng lên nha anh chị. Đầu tiên là mình đóng E, mình bơm xăng, mình giật như thế E giùm em 2 đến 3 cái, nổ hay không nổ mình cũng phải bóp cò ha. Anh cho nó nhảy mở E. Khi mà nó nổ rồi thì mình đi cưa cây. Còn nó chưa nổ thì anh chị để như thế này, anh chị giật nổ giùm em nữa ha. Và cái này đừng có đóng hoài nha, đóng rồi nó ngập xăng nước, cô ghi là nó sẽ không đánh lửa nha anh chị. Thông số này đủ. Đó. Nắp ở trên là nắp xăng pha nhớt nha anh chị, nắp ở dưới là nắp nhớt lam ha. Máy này thì hình thức gọn nhẹ, đề cao, chỉ xích 91, lam còn chữ Echo. Con ốc tăng đưa dây xích dây sên nằm trên lam luôn ha. Đó. Và cái phiên bản này nó có khóa xích nữa nha anh chị. Đó, nãy bên em nó quên biểu diễn, có khóa xích phù hợp cho anh chị nào mà ở nhà mình có cưa lớn rồi, mình đang kiếm một cái cưa nhỏ để mình né nhánh tỉa cành ha. Rồi nè, nó rất là phù hợp, máy chạy khỏe, tiết kiệm xăng. Rồi mã này anh chị chốt cho em nhanh là R1 36 ly giá 2,5 triệu nha anh chị. Oh,
4,6 kg nha. Đó. Lam dài 4,5 tấc nha anh chị. Cây cưa này ở nhà mình cưa củi nè, mình hạ cây em thấy mấy cây cây xoài, cây sầu riêng gì đó, cây bự rồi chắc cưa cũng ngon lành nè anh chị ha. Tại vì công suất nó tới 40cc nằm 40 ly, nhưng mà cái mẫu máy nó gọn nhẹ ha. Đó, nó gọn nhẹ và nó có cái độ rung riêng á, nên mình cưa độ ha, nó nhịp nhàng lắm. Phiên bản này nó cũng có khóa xích nha anh chị. Chỉ xích này là xích 91 ha. Đó, lam zin 2 ốc bắc lam đồ đầy đủ chức năng cho mình luôn nha. Và đặc biệt phiên bản nó cũng là e tự động nha. Có chú bơm phụ nữa nè. Đẩy xuống này tắt, đẩy lên là mình mở ha. Đây thông số đồ đầy đủ. Rồi lại xăng. Rồi cái này nó sẽ hai cái nắp của nó, cái nắp phía sau là nắp xăng pha nhớt nha. Cái nắp phía trước là nắp nhớt lam ha. Máy móc zin toàn tập cho nên chạy cực kỳ là tiết kiệm xăng, vấn đề xăng nhớt anh chị an tâm và chạy ổn định ha. Và em có một cái lời khuyên như thế này, máy móc bên em là thợ đã căn chỉnh rồi, trước khi cho đi em cũng đưa vô em test cây đồ chạy ngon lành em mới cho đi ha. Cho nên vậy anh chị đừng có căn chỉnh lại anh chị, nó đi theo cái hướng khác nó nhức nhức đầu lắm đó. Mã này anh chị chốt cho em nha, đây là 240 ly, 2,5 triệu. Có nhiều anh ấy về xài mấy tháng trời, quay qua điện bên em la bên em quá trời luôn, bây giờ mình chỉnh lại, tại vì vô gửi về đây làm lại là em biết có chỉnh rồi. Rồi Robin, công suất là 23cc nằm 32 ly ha anh chị. Đây, đây áo tem màu đỏ, áo máy màu đỏ, nó chung tông sệt tông. Cái phiên bản này giật nó cũng nhẹ hiều mà chạy nó tiết kiệm xăng nha anh chị. Nó sẽ phù hợp cho những anh chị nào mình phát cỏ gia đình đó, phát cỏ đồ cho trâu, cho bò ăn, đồ gia súc ăn đó, thì mình lấy cái Robin này ha, bỏ mình xăng lên đây, chạy chế riêng le đỏ tự động nha. Vô khói đẹp nha anh chị, góc máy sáng trưng đẹp đen ken luôn nè. Công tắc nằm phía sau này ha. Để chế riêng một kim One Pro, chữ One Pro nó sẽ dập sau lưng này ha. Cái tâm nó đổ liền xuống, có đế bộ đỡ đằng xăng luôn. Ra giữ nha. Đầu bò ghim ha anh chị. Ống láp còn thêm thông số luôn nè. Đó. Mã này anh chị chốt cho em nhanh là R3 giá 1,4 triệu ha. Cái đó là Tanaka 2 chống. Tanaka TBC230 Made in Japan, công suất là 23cc nồng 32 ly ha. Đó. Cái này là chạy chế Zin One Pro 1 kim nha anh chị. Anh chị thấy cái máy áo máy nó màu đen chưa, mà nó tốt hơn cái rê hết sức đẹp sáng sủa cho anh chị. Lóc máy cực kỳ là sáng và đẹp, bu khói cũng vậy ha. Và đặc biệt những con ốc, những con lông đoàn cho chị chị. Cái này nó hỗ trợ lực, giật trợ lực nha anh chị. Anh chị muốn mấy mua mấy cái máy này về là phát bỏ gia đình là ngon lành luôn. Đó, tua nhanh, chạy rất là khỏe, tiết kiệm xăng luôn. Và cái vấn đề không quạt thì anh chị khỏi lo, tại vì nó không có không quạt đâu ha. Đó, công tắc nằm bên đây ha. Anh chị nhìn con ốc đó nè. Những cái con ốc chỗ này là nó sẽ chịu ảnh hưởng bởi môi trường rất là nhiều, nhất là mưa gió, nó rớt xuống lại ra nó bị sét ha. Nó không có sét luôn. Máy này là gì anh chị thấy nè, ở bển người ta sẽ xịu. Cái này nó cũng chạy chế Zin One Pro 1 kim luôn nha anh chị. Ốc máy đẹp, giá mang đẹp len ken luôn. Ốc máy nè, em chân ha. Cái chân chống bỡ đỡ bình xăng luôn nha. Ra giữ nha. Ống lắp Zin nè, 230. Tanaka ha, trắng cỏ màu cam hợp tâm với màu tâm máy luôn, đầu bò Zin. Mã này anh chị chốt cho em nha là R4 32 ly 1,5 triệu. Anh chị nào lần đầu tiên mua về máy xài cứ mua thử dòng này với em nhanh đó đi. Nhắn đồng tiền bắt gạo lắm. Yugit nè, 23, 26, 23, 25 gì nè.
kêu viết công suất là 23cc nồng 32 ly. Cái phiên bản này nó cũng có hỗ trợ giật nhẹ đó nha anh chị, tức là anh chị kéo lên tầm hơn nửa găng tay mạnh lên là qua tua nó nổ, nó rất là nhẹ nổ. Cái này thì chị chế zin đó, ra ngang vú lớn ha, bình xăng lớn rồi zin nè, có chân bảo đỏ bình xăng rồi luôn anh chị. Cái phiên bản này nó lại chạy tinh nhôm 2355 anh chị ơi, tinh nhôm tinh liền nha. Cái này nước sơn zin của máy nha, phiên bản eco đấy, eco này chạy lợi xăng lắm, ghê dữ nha anh chị. Đẩy xuống là tắt nè, đẩy lên là mở nè, đầu bò ghen, cái chén chống quắn cỏ luôn. Mã này cũng 1,5 triệu nha, mà ký hiệu chốt là R5 giùm em nhanh nha anh chị, ta 2 ly 1,5 triệu. Cái đó là Ryobi nha. Hình thức thì siêu nhỏ, cấu hình thì gọn gàng, hỗ trợ giật trợ lực, giật nhẹ nhẹ nổ, chạy chế zin quanh pro le đỏ tự động cái nữa, quá xịn ha. Đó, anh chị nào kiếm máy về cho mấy chị mấy thím đồ mà thắt cỏ tiếp thì mình lấy những cái máy như thế này anh chị, chạy bao sướng, chạy không có hao xăng luôn đó, vừa tiết kiệm xăng mà giật nó nhẹ đó, thắt cỏ nó dữ lắm nó lẹ, tại vì máy này chạy tua nó nhanh đó đó. Của cái máy về xài là ghiền luôn anh chị, nó không có mắc sức mình ha. Tôm liền tôm nhựa nha, tôm tắt zin nè, yêu quy em mà nhà em có vườn em hút cái này về em xài liền ra giữ nè. 220 đầu bò zin, mã này anh chị chốt cho em nhanh là R6 32 ly 1,650,000 ha. Cái đó là Mitsubishi chân là 23. Mitsubishi nồng 31 ly nha anh chị, công suất là 23cc ha. Chạy chế hai kim quanh bờ rồ đàng hoàng ha. Đấy, mấy cái máy này thì chị chạy về cái độ mượt bóc thì khỏi phải bàn cãi rồi. Đó anh chị nào ở nhà mình có máy 20 và 26 thì mình cảm nhận 23 đi, chạy tầm trung ở giữa, chạy siêu sướng ha. 31 ly chứ chạy những cây 32, 33 ly luôn. Đây, mình xăng đẹp nha anh chị, nhanh mua máy lửa máy chuyển nè. Đó, mua khói nè, lắp có dập nổi mắt in nha ban ha. Để vừa đỡ bằng xăng rồi bằng nhựa nè, để tum rời tum nhôm 260 nha anh chị, không tắt nè. Cái này thì anh chị có thể là tháo rời đầu máy mình chế cháo nấu xịt thuốc gì đều được ha. Đó, ga dữ nha, đầu bò zin. Mã này anh chị chốt giùm em nhanh là R7 31 ly 1,8 nha. Rồi, cái Maru danh ma nè, là tư ly nha anh chị. Maru Yanma nồng 34 ly, công suất là 26cc nha anh chị. Đó, anh chị nhìn bình xăng lớn nó trắng đẹp nè, mẫu này mẫu màu xanh, phối với áo máy màu đen ha, áo vô khói màu đen đây, len can ha. Đó, máy này thì nó cũng chạy chế zin quanh pro luôn nha, lốc dập nổi made in Japan, khung mở đỡ bình xăng rất là dày nha anh chị. Cái này về mà mình tháo rời đầu máy ra, mình chế xe đạp mình chạy đồ ha,
bao khỏe nha anh chị, và chạy rất là tiết kiệm xăng ha. Những cái động cơ Maru như thế này, zin nè, gà dữ nè, đầu bò zin đó. Mã này anh chị chốt cho em nhanh là R8 34 ly, giá là 2 triệu nha anh chị. Em nhanh hỗ trợ bao ship kèm phụ kiện cho mình luôn. Kiwit nồng 34 ly, công suất là trên 26cc, tại vì này 265 nha anh chị. Chạy chế viên piston ga ha, cho nên chạy khỏe nha, bộ áp giật có hỗ trợ giật trợ lực luôn đó. Anh chị thấy kiwit này nó xịn sò chưa, áo mái đỏ thẫm nè, có với màu đỏ tươi ha, kim nhôm nha anh chị, có chân trống bò đỏ bằng xăng luôn chị ha, kim nhôm made in Japan đó, bộ khói nè, nó đẹp chưa, ra giữ nha, công tắc trên tay cầm đẩy xuống là tắt, đẩy lên là mở nha. Ông lắp zin trắng cỏ đầu màu zin, mã này mình chốt cho em nhanh là R9 34 ly, giá là 2 triệu ha anh chị. Cái đó là Mitsubishi nè, Toyo mấy thằng này chạy nó cũng rất là đỉnh nha anh chị, công suất 26cc 34 ly, ấp giật có trợ lực ha đó. Chạy chế zin một kim quanh bờ luôn nha, chữ quanh bờ nó sẽ dập sau lưng cái bình xăng con kiểu này ha đó. Chạy tum rời tum nhôm 260 nha, đẩy qua đây là ập, đẩy qua đây là on ha, 260 đó, cho nên mình tháo rời đầu máy mình chế cháo là vô tư nha anh chị, ra giữ nè, đầu bò zin đó. Mã này anh chị chốt cho em nhanh là R10 34 ly, 2 triệu 200 ngàn ha, em nhanh bao ship kèm phụ kiện đầy đủ luôn. In Japan Kawasaki CD 33 nha anh chị, nồng 37 ly, công suất là 33cc, dành cho những anh chị nào mình kiếm máy về mình cắt cỏ khai thác đó. Máy này gì dạng đẹp chưa, bình xăng chứa xăng nằm phía trên, là bình xăng xuống, bình xăng con, bình xăng cái nổi nha anh chị, chạy rất là khỏe ha. Cái bình xăng lớn nó dập chữ Made in Japan luôn, đẩy là qua đây là tắt ha, đẩy qua đây là mở nha, tum rời tum lớn mô lớn nha anh chị, ốc nó vàng đẹp chưa đó. Cái này mình móc qua đeo vô đây ha, bát này lắp xay luôn à, trắng cỏ zin đầu bò zin trắng cỏ màu đỏ luôn, quá đẹp, trắng cỏ bằng nhôm nha. Mã này anh chị chốt nha, nhanh R11 37 ly, giá là 2 triệu ha anh chị. Rồi em hẹn gặp lại anh chị, tạm biệt.